Thành phố Hồ Chí Minh có sự khởi đầu không tốt tại LP Bank V-League mùa này khi chỉ có 6 điểm sau 6 trận, đang tạm đứng ở vị trí thứ 10 trên BXS. Những trận đấu gần nhất trên các mặt trận, đoàn quân của huấn luyện viên Phùng Thanh Phương không giành được chiến thắng nào. Thậm chí, thành phố Hồ Chí Minh còn không ghi nổi bàn thắng trong 5 trận vừa qua, cho thấy sự bế tắc trong các phương án tấn công cũng như phong độ xuống thấp của các cầu thủ. Ở tình cảnh như hiện tại, việc tiếp đón đương kim vô địch thép xanh Nam Định là một thử thách rất lớn với thành phố Hồ Chí Minh, ngay cả khi họ được chơi trên sân nhà. Mục tiêu của thầy trò huấn luyện viên Phùng Thanh Phương là một điểm nhưng không dễ thực hiện. Bên kia chiến tuyến, thép xanh Nam Định vừa có trận thắng ngược đầy cảm xúc trước Temperance Rovers tại AFC Champions League 2 trên sân Thiên Trường. Chiến thắng này không chỉ mở ra cơ hội đi tiếp ở sân chơi châu lục với đội bóng Thành Nam mà họ còn có tinh thần lên cao trong chuyến làm khách tại thành phố Hồ Chí Minh. Trận này, chủ nhà thành phố Hồ Chí Minh vắng hậu vệ Nguyễn Hạ Long vì nhận đủ 3 thẻ vàng, trong khi thép xanh Nam Định không có sự phục vụ của cầu thủ nhập tịch Nguyễn Xuân Son vì chấn thương. Dù không có lực lượng mạnh nhất nhưng chỉ cần chơi đúng sức, thầy trò huấn luyện viên Vũ Hồng Việt hoàn toàn có thể giành trọn 3 điểm trước thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh đang gặp khó khăn tại LP Bank V-League mùa này với chỉ 6 điểm sau 6 trận. Đội bóng này thậm chí còn không ghi nổi bàn thắng trong 5 trận gần nhất, cho thấy sự bế tắc trong tấn công. Trận đấu sắp tới với đương kim vô địch thép xanh Nam Định là một thử thách lớn đối với thành phố Hồ Chí Minh, dù họ được chơi trên sân nhà. Bên kia chiến tuyến, thép xanh Nam Định vừa có chiến thắng ấn tượng tại AFC Champions League 2 và đang có tinh thần lên cao. Dù thiếu vắng một số cầu thủ chủ chốt, thép xanh Nam Định vẫn được đánh giá cao hơn và hoàn toàn có thể giành trọn 3 điểm trước thành phố Hồ Chí Minh.